Trong video này mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn phần số 80. Bạn nào quan tâm đến những số trước các bạn có thể xem lại, mình đã để chung của danh sách phát để các bạn tiện theo dõi ha. Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Phát Say Eno 6923. Chú ơi, E72 Trung Quốc không có wifi nhưng xài 3G tải game được không và chơi được không chú? Là bình thường ha. Tại vì cái E72 trong video là mình cũng sử dụng cái E72 phiên bản sách tay từ thị trường nội địa Trung Quốc và nó không có wifi và vẫn có thể sử dụng mạng 3.5G của nó ha để tải game Java nè và tải về và chơi những cái tựa game Java online vẫn được. Mình đã làm nhiều cái video rồi, nếu mà bạn quan tâm bạn có thể xem lại. Còn để cài game SDS thì chúng ta đã có cái cách phương pháp là hotphone trực tiếp là để cài luôn ha, rất là tiện. Còn E72 phiên bản trung này, nó ngoài cái việc mà nó không có kết nối wifi ra thì nó còn một cái giới hạn nữa là cái RM của nó khác á. Cho nên chúng ta gần như là không thể nào tìm được những cái bản ROM tùy biến để cài cho nó. Cho nên là sẽ tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà các bạn mua E72 Trung Quốc hay là E72 quốc tế ha. Nó sẽ có cái mức giá rẻ hơn phiên bản quốc tế. Còn nếu như cái cửa hàng nào mà để là E72 quốc tế có wifi đàng hoàng nhưng khi các bạn mua về thì chúng ta không có kết nối wifi, tức là cái cửa hàng đó là lừa đảo rồi. Bạn có thể bấm trả hàng hoàn tiền nha, cái này lưu ý. Bình luận tiếp theo là của bạn Quách Trần. Chỉ cách hotphone Nokia N8 Belly đi ạ. Thì cái cách thức thì cũng tương tự như là cái mình làm trên cái phiên bản Anna này thôi ha. Cũng là cái cách hotphone trực tiếp, cũng là những cái phần mềm đó. Bạn quan tâm thì bạn có thể xem lại cái video đó nha. Bình luận tiếp theo là của bạn Nói Nghe 914. Sao người ta không bỏ luôn camera trước đi? Em không có nhu cầu dùng camera trước mà chỉ có camera sau. Thì đó là cái nhu cầu của em. Còn nhu cầu của hơn 7 tỷ người khác ở trên thế giới này thì người ta vẫn cần camera phía trước ha. Và nếu như em thích những chiếc smartphone mà không có camera trước thì em có rất là nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là mua một chiếc smartphone bình thường có camera phía trước về, em có thể dán cái camera phía trước lại ha. Rồi, hoặc là em chọn mua những chiếc smartphone không có camera phía trước hoặc là bị hư camera phía trước. Bình luận tiếp theo là của bạn Vũ Lê. Nokia E72 bị lỗi ứng dụng khi mở là sao ạ? Thì em có thể bình luận chi tiết hơn là lỗi ứng dụng gì. Nếu mà được cụ thể hơn nữa sẽ là tên của ứng dụng đó ha. Rồi thì anh sẽ phân tích như thế này. Nếu như em tải một cái game hoặc là một cái ứng dụng Java mà nó báo lỗi ứng dụng thì có thể là cái game và ứng dụng Java đó không tương thích với E72. Cho nên hiện tại em có thể là lên Google và em sẽ tìm kiếm là game gì đó cho Nokia E72, kèm theo đó là cái kích thước là 320x240 ha, hoặc là cái tên E72 thì nó sẽ cho ra những kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Ngoài ra nữa thì nếu như những cái ứng dụng SDS hoặc là những ứng dụng mặc định mà mở lên nó bị báo lỗi thì chúng ta có thể áp dụng cái phương thức thần thánh là khởi động lại hoặc là gỡ ứng dụng nó ra, cài đặt lại. Bình luận tiếp theo là của bạn Giáp Nguyễn. Nokia 6.1 Plus xài được mic này không anh? Là được bình thường nha em. Nó sử dụng cái cổng Type-C. Tất cả những chiếc điện thoại Android mà sử dụng cổng Type-C đều tương thích với lại cái mic này ha. Chỉ riêng những cái chiếc smartphone của tập đoàn BBK bao gồm Vivo, OnePlus, Oppo, Realme ha, thì khi mà kết nối với cái mic này chúng ta cần phải bật cái tính năng USB lên. Thì mình đã làm video hướng dẫn chi tiết rồi. Bạn nào sử dụng những chiếc smartphone của tập đoàn BBK thì các bạn có thể xem lại cái video hướng dẫn đó của mình ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Hana Nguyễn 3567. Con này sao không nhận được tin nhắn mới đến thế anh? Thì không biết là em gặp cái hiện trạng này khi mà cái máy em mua lâu chưa thì em có thể bình luận chi tiết hơn ha. Còn nếu cái máy em mới mua thì đề nghị là em nên đi tới bảo hành hoặc là đổi một cái sản phẩm khác. Tại vì cái thiết bị này nếu như mà em gắn sim mà hoạt động ở cái khu vực sống ổn định bình thường thì chắc chắn nó phải nhận được cái tin nhắn rồi, không thể nào mà không nhận được ha. Nên là cái trường hợp này của em á, một là em có thể kiểm tra xem là cái khu vực của em là sống mạnh hay không. Hai nữa là chúng ta có thể tắt máy khởi động lại xem nó có nhận được hay không. Ba là kiểm tra bộ nhớ trong của nó coi còn nhiều hay không. Tại vì một số điện thoại cơ bản á, nó mà bộ nhớ trong nó hết rồi nó sẽ không có nhận tin nhắn mới ha, trừ khi các bạn xóa bớt tin nhắn cũ đi. Nhưng mà cái điện thoại này mình thấy bộ nhớ trong nó cũng nhiều á, trừ khi bạn nhận quá nhiều tin nhắn nó mới bị đầy thôi. Thì kiểm tra lại những cái vấn đề đó ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Yến. Anh ơi, sao Oppo A37F không cập nhật được vậy? Em gắn thẻ nhớ đã nhận nhưng cũng không cập nhật được. Và con Oppo A37F dịch được file Java vậy anh?
Thì cái này em cũng không hiểu là cái bình luận này của em có ý nghĩa gì ha, không hiểu lắm. Thực tế là vậy, em có thể bình luận chi tiết hơn. Em hỏi và cái vấn đề cập nhật là cập nhật vấn đề gì? Cập nhật phần mềm thì Oppo A7s thì là một thiết bị ra mắt năm 2016 rồi, đến thời điểm hiện tại là gần như nó không còn cái bản cập nhật nào mới để chúng ta cập nhật được hết ha. Và thậm chí là một số ứng dụng ở trên CH Play đã không còn hỗ trợ cập nhật cho cái hệ điều hành Android của nó nữa rồi. Và cái ý tiếp theo của bạn là Oppo A37F dịch được file Java vậy anh, là dịch được là sao anh cũng chưa hiểu ý này. Còn nếu như em muốn mà dùng game hoặc là ứng dụng Java ở trên A37F thì em có thể tải về cái phần mềm mà giả lập Java ha, rồi sau đó tải những cái file Java lên mà chúng ta mở và sử dụng. Bình luận tiếp theo là của bạn Hoàng Nhật Cường. Anh ơi, nếu mua Poco X4 GT ở trên Shopee Mall của Poco thì có được bảo hành 18 tháng tại Việt Nam không? Và khi mua online có nhận được những gì để mang đi bảo hành ạ? À, em cảm ơn. Rồi, khi mà mua Poco X4 GT ở trên Shopee Mall của Poco á, thì em vẫn được bảo hành 18 tháng. Tương tự như là khi mà em mua tại những cái cửa hàng ví dụ như là Hoàng Hà hoặc là Thế Giới Di Động ha. Nhưng mà có một điều em cần lưu ý là như vậy. Khi mà xảy ra cái sự cố mà cần bảo hành á, thì em phải mang máy lên đến trung tâm của Boco hoặc là chúng ta có thể gửi đường bưu điện lên trung tâm bảo hành của Boco ha. Chứ không phải là khi mà em mua ở Thế Giới Động đi thì khi mà máy có sự cố bị lỗi thì em có thể mang ra Thế Giới Động và Thế Giới Di Động sẽ làm cái công việc đem máy lên ở trên trung tâm bảo hành. Thì đó cái em phải cần cân nhắc ha. Và qua cái bình luận này thì mình cũng chia sẻ một số cái ý kiến cá nhân của mình khi mà mua máy ở trên Shopee hay là mua máy ở những cái đơn vị bán hàng có cái những cái chuỗi cửa hàng trải dài khắp nước á. Thì nếu như khi mà các bạn mua ở trên Shopee Mall đi, mặc dù là cái gian hàng chính hãng nhưng mà cái mức giá của nó không chênh lệch nhiều với lại những cái chuỗi cửa hàng mà các bạn gần nhà các bạn á, thì các bạn nên mua ở những cái chuỗi cửa hàng gần nhà ha. Khi mà các bạn mua ở tại những cái chuỗi cửa hàng gần nhà thì thứ nhất thì chúng ta sẽ an tâm hơn, nói gì nói nó vẫn an tâm hơn, tại vì tránh được cái sự cố mà có thể là rơi vỡ hay là tráo đổi hàng hóa gì ở khi mà chúng ta mua ở trên các trang thương mại điện tử. Và khi nhận hàng ở trên các trang thương mại điện tử thì các bạn phải quay đoạn video để làm bằng chứng đồ, còn khi mà mua tại cửa hàng các bạn ra tại chỗ gần nhà các bạn để xem luôn thì chúng ta cũng an tâm hơn cái vấn đề đó. Thêm nữa thì khi mà các bạn mua mà bị cái sự cố hỏng hóc thì chúng ta sẽ đem ra đó bảo hành ha, thì cái chuỗi cửa hàng đó sẽ làm cái nhiệm vụ mà đưa cái sản phẩm bị lỗi lên trung tâm bảo hành và các bạn chỉ cần hẹn ngày các bạn đem cái phiếu lên các bạn nhận cái hàng của các bạn thôi nếu mà được sửa xong. Nhưng mà nếu như ở trên các trang thương mại điện tử mà các bạn có mã giảm giá hoặc là cái mức giá nó chênh lệch nhiều, rẻ hơn nhiều so với cái cửa hàng truyền thống thì các bạn có thể cân nhắc là mua trên cái trang thương mại điện tử ha, vì cái xác suất mà sản phẩm bị lỗi thì nó cũng hiếm khi xảy ra. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.